Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì câu chuyện của một gia đình ở tại thành phố Hồ Chí Minh cho con nghỉ học ở trường để tự học ở nhà nhưng vẫn đạt được điểm IELTS là 8.0 khi mới 14 tuổi đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Trong khi ở trên thế giới thì đây là cách học khá phổ biến với tên gọi là homeschooling, thì tại Việt Nam phương pháp này vẫn còn khá lạ lẫm và đang gây ra nhiều tranh cãi. Vậy thì cho con tự học ở nhà được gì và mất gì? Cách học này có phù hợp với môi trường giáo dục và điều kiện xã hội ở Việt Nam hay không? Và tựu chung lại thì là có nên cho con nghỉ học ở trường để tự học ở nhà hay không? Để hiểu hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã mời đến trường quay một chuyên gia giáo dục đã có nhiều năm sinh sống và làm việc tại nước ngoài và bản thân anh cũng đã từng cho con theo học theo hình thức homeschooling. Xin được giới thiệu tiến sĩ Giáp Văn Dương và cảm ơn anh đã tới với trường quay chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin mời anh cùng với quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây về một trường hợp cho con tự học ở nhà khá thành công mà tôi có vừa nhắc đến ở phần đầu. Đây là trường hợp của hai anh em, Nhật Anh 19 tuổi và Thái Anh 14 tuổi. Sức khỏe yếu, lịch học quá dày và áp lực. Nhật Anh được ba mẹ cho nghỉ học từ năm lớp 10. Sau Thái Anh cũng xin nghỉ học theo. Để hai cháu ở nhà mà vẫn được học, anh Quốc Anh tìm đến phương pháp học thế này. Thì tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm, rồi xây dựng niềm đam mê với các môn học. Mà môn học là do nó tự chọn. Trong cái nền giáo dục của anh thì mình có thể tự chọn môn học. Thì môn học là do nó tự chọn, và nó tự chọn thì nó có trách nhiệm. Rồi dần dần nó sẽ hình thành cái tính kỷ luật dần dần. Thì thực ra là trong 3 năm học ở nhà thì mãi cho đến gần đây một năm cuối cùng thì tôi thấy con tôi là có một ý thức tự giác rất cao, kỷ luật rất cao. Hằng ngày hai anh em chỉ học một hoặc hai môn, những môn các em thấy thích và nghĩ là cần thiết như toán, anh văn, lịch sử. Thời gian học cũng tùy các em lựa chọn. Khi không học, các em vui chơi hoặc phụ giúp việc nhà. Đầu sáng em dậy thì em sẽ học lịch sử một chút. Em sẽ đọc vào một cái sự kiện này á, đọc qua, xong rồi em đói rồi thì em tập thể dục một chút, rồi em đi xuống ăn. Đi xuống ăn xong rồi rửa mặt, đánh răng, rồi lên đó. Lên đó thì bắt đầu xem lại một chút, xem lại chút rồi học môn khác. Rồi sau khi học môn khác đủ rồi á, như là môn toán á, làm xong 1, 2, 3, 4 bài toán rồi á, thì quay lại học lịch sử học để xem lại cho nó nhớ. Đạt được nhiều bằng cấp quốc tế IELTS hơn 8 chấm đã cho thấy hiệu quả của việc tự học với trường hợp của hai em Thái Anh và Nhật Anh. Tuy nhiên, mỗi đối tượng sẽ phù hợp với phương pháp học riêng, không phải gia đình nào cũng có thể áp dụng. À, vâng, thưa tiến sĩ Gia Văn Dương, có thể thấy là trong phóng sự vừa rồi thì gia đình của anh Quốc Anh đã rất là hài lòng với phương pháp tự học ở nhà và kết quả cũng đã nhận được những cái kết quả rất tích cực. Lý do mà anh Quốc Anh lựa chọn cho con của mình học ở nhà đó là có hai lý do. Đầu tiên là anh không hài lòng với cái chương trình học phổ thông hiện nay. Lý do thứ hai là do sức khỏe hai con của anh thì anh nghĩ rằng là còn rất là kém. Vậy thì anh thì sao? Anh cũng đã từng cho con mình học ở nhà. Thế thì lý do của anh là gì? Ngày đó chúng tôi thử nghiệm cho con học ở nhà bởi vì chúng tôi vừa ở nước ngoài về và cháu thì tiếng Việt chưa thạo và chưa quen với môi trường. Và chúng tôi nghĩ rằng khi đó mà con đi học ngay thì sẽ không hòa nhập được với môi trường mới. Vì thế mà chúng tôi thử nghiệm cho con học ở nhà. Vâng, vậy thì khi mà quyết định cho con tự học ở nhà thay vì đến trường trong một khoảng thời gian thì điều này so với xã hội chung của chúng ta là nó hơi trái ngược. Vậy thì anh có băn khoăn do dự nhiều hay không? Thực ra chúng tôi suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì trong kế hoạch là chúng tôi dự kiến cho con homeschooling khoảng 2 năm rồi mới cho con đến trường. Và 2 năm đó thì khoảng thời gian đó là tương đối dài. Nếu như con học ở nhà 2 năm rồi trở lại trường thì ai sẽ thừa nhận kết quả đó? Con sẽ vào với lớp mà bằng tuổi mình hay lại phải lui lại 2 năm nữa? Thì chúng tôi suy nghĩ và băn khoăn rất là nhiều. Chưa kể cái áp lực từ gia đình á, là trong gia đình lớn của chúng tôi á, thì cũng có người nói rằng là tại sao lại cho con bỏ học ở nhà? Đó, thực ra là rất nhiều cái áp lực và rất nhiều vấn đề mà người cho con homeschooling phải cân nhắc, phải suy nghĩ. Có rất nhiều áp lực và rất nhiều vấn đề phải cân nhắc nhưng cuối cùng thì anh vẫn quyết tâm là bảo vệ chính kiến là cho con học ở nhà. Vậy thì khi trong quãng thời gian 2 năm cho con mình học ở nhà thì anh đã cho cháu học những gì? Theo chương trình nào và ai là người dạy cháu? Không, dự kiến ban đầu của chúng tôi là khoảng 2 năm. Nhưng trên thực tế thì việc homeschooling, việc học tại nhà đã dừng lại rất sớm, chỉ sau một học kỳ. Lý do là con tôi khi homeschooling học nhà thì cháu chỉ học bằng chương trình tiếng Anh. Và chúng tôi trở về
thì muốn là con mình học bằng tiếng Việt chứ không phải là học bằng tiếng Anh. Bởi vì nếu như cháu học chương trình bằng tiếng Anh thì chúng tôi ở nước ngoài không cần gì phải trở về nữa. Và tôi nghĩ rằng là gì, khi đó trở lại trường thì cháu sẽ được học các môn bằng tiếng Việt. Ngoài ra Hà Nội lúc đó là quá chật chội, chúng tôi không có một nơi nào để cho cháu đi chơi và tôi sợ rằng cháu không có bạn, cho nên chúng tôi đã quyết định là cho cháu đến trường. Vâng, đến trường để cháu có thể học được bằng tiếng Việt và cũng có thể có thêm nhiều mối quan hệ hơn. Nhưng mà tôi cũng băn khoăn rằng là trong một học kỳ mà anh cho con ở nhà thì anh đã cho con dạy, cho con học những gì, theo chương trình nào và ai là người dạy cháu? Tôi là người dạy cháu trực tiếp. Tôi đủ sức để dạy cho cháu. Và chương trình thì cháu lúc đó là học vừa song ngữ, vừa học chương trình sách giáo khoa của tiếng Việt. Chương trình song ngữ thì chúng tôi học trên mạng, tại vì bây giờ chương trình trên mạng rất là nhiều. Tôi cho cháu học trên Khan Academy. Thế còn chương trình tiếng Việt thì sử dụng chính bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bởi vì tôi muốn con tôi sau này sẽ học chương trình đó. Việc dạy học cho con chắc chắn là chiếm rất nhiều thời gian của anh, có phải vậy không? Ngày đó tôi không làm gì cả. Tôi ở nhà, tức là không đi làm bất cứ một công việc gì. Và chúng tôi ở nhà để chơi với nhau và tôi dành thời gian cho con. Đầu tư hoàn toàn thời gian để dạy con đúng không? Cũng rất là mất nhiều công sức và thời gian của các bậc phụ huynh. Tôi muốn hỏi là sau một học kỳ khi mà anh cho con của anh quay trở lại trường để đi đến trường học cùng với các bạn thì có gặp phải những khó khăn bỡ ngỡ gì hay không? Khó khăn rất nhiều. Thực ra khi trở lại trường thì con tôi gần như là không thể hòa nhập được, gần như là không thể vượt qua, rất là khó. Đến mức mà cháu đòi phải trở lại nước ngoài. Khi mà tôi thuyết phục con tôi trở về Việt Nam á, thì tôi đưa con tôi đi xem một bộ phim. Và trong cái bộ phim đó, cái nhân vật chính có nói một câu rằng là gì? Bị chế giễu bởi một câu nói là gì? Mi không thuộc về đâu cho nên mi không có sức mạnh. Và tôi nói với con tôi rằng là chúng ta không thuộc về đất nước này cho nên chúng ta sẽ trở về. Nhưng lúc đó con tôi lại dùng chính câu đó để nói với tôi rằng là gì? Con muốn trở lại nước ngoài bởi vì con cũng không thuộc về đất nước này. Cháu không lớn lên đây, không có bạn đây, không quen nền văn hóa này và cháu thấy mình không thuộc về đất nước này và cháu muốn trở lại nước ngoài. Đã. Cho nên là thực ra là rất là khó khăn cho cả hai bố con. Nhưng chắc chắn là bây giờ thì con anh cũng đã hòa nhập được với môi trường sống tại Việt Nam rồi chứ ạ? Chắc chắn. Như anh vừa chia sẻ rằng là cái việc mà cho con tự học tại nhà thì cá nhân anh cũng phải gần như là anh nói như vậy là anh nghỉ việc đúng không? Anh mới có thể làm được cái việc đấy ở nhà để dạy con. Nhưng mà khi mà có thông tin về cái phương pháp của một cái trường hợp như là gia đình anh Quốc Anh ở thành phố Hồ Chí Minh cho con học ở nhà chẳng hạn thì nhiều người nói rằng là cái cách làm đó nó không phù hợp với lại môi trường ở Việt Nam. Từ những cái trải nghiệm của cá nhân anh thì anh nghĩ rằng là anh nghĩ sao về phương pháp này? Nó có mức độ phù hợp đến đâu và ai, những người nào có thể làm cái phương pháp này? Tôi cho rằng rất là phù hợp. Ví dụ như trường hợp của tôi chẳng hạn và trường hợp nhiều bạn bè tôi từ nước ngoài trở về, nếu như con mình được phép homeschooling 1-2 năm á thì chúng tôi thấy đó là một khoảng đệm rất là tốt, rất là phù hợp cho con em của mình. Tuyệt vời. Đó. Ngoài ra tôi cho rằng học ở nhà hay học ở trường, hay học trường tư hay học trường quốc tế, tức là học bằng nhiều hình thức khác nhau á, là cái tự do lựa chọn của mỗi cá nhân. Đó là câu chuyện của cá nhân hoàn toàn. Gia đình đó lựa chọn hình thức đó, cho con học theo cách đó thì họ sẽ chịu trách nhiệm với chuyện đó. Bởi vì họ thấy rằng học như vậy là tốt nhất cho con em của mình. Với cái hoàn cảnh, ví dụ những người từ nước ngoài trở về hoặc những người mà có sức khỏe không được tốt, như trường hợp vừa rồi mà các bạn thấy, thì trong những trường hợp đó chúng ta không thể nào mà ép các con đến trường học được, phải cá nhân hóa giáo dục. Và tôi cho rằng cá nhân hóa giáo dục mới là xu hướng của thời đại này. Nhưng mà cái môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay thì đã chấp nhận, như anh băn khoăn lúc đầu đấy, cha mẹ dạy con thì cái trình độ đó sẽ được công nhận ở đâu và thi cử thì sẽ như thế nào? Không phải cha mẹ nào cũng dạy con được. Trên thực tế là khi homeschooling á, là các thầy cô, các cha mẹ sẽ mời các thầy cô, tức là mời các gia sư đến dạy và sử dụng những chương trình hoặc là đã có sẵn của nước ngoài, hoặc là những chương trình mà được những nhà giáo uy tín cung cấp, hoặc sử dụng chính bộ sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có một cái giới hạn nào là anh phải sử dụng một chương trình khác. Các cha mẹ có thể sử dụng chương trình hiện hành để dạy. Và cái rào cản, cái vướng mắc chỉ ở chỗ là khi học ở nhà thì không ai xác nhận cái trình độ đó. Cho nên giải pháp thực ra tôi cho rằng rất là đơn giản. Bộ Giáo dục chỉ cần ban ra một cái quy định là các con có thể học ở nhà hay học bằng bất cứ hình thức nào khác. Chỉ cần đến học kỳ, đến ngày đến tháng, đến cái trường phổ thông mà cạnh nhà mình để thi học kỳ cùng với các trẻ khác. Và nếu như con thi qua thì cái kết quả được công nhận. Kết quả đó được công nhận và các con có thể thi tiếp, có thể chuyển tiếp. Và khi nhập học trở lại chẳng hạn thì sao? Thì có thể vào lớp cùng với các bạn cùng trang lứa.
Vâng, ngoài yếu tố mà anh có vừa nêu ra, đó là Bộ Giáo dục Đào tạo của chúng ta phải có một cái chính sách linh động và cởi mở hơn với những em học sinh mà tự học ở nhà. Thì ngoài ra theo anh là còn cần điều kiện gì nữa để homeschooling có thể trở thành một hình thức giáo dục phổ biến và phù hợp với điều kiện ở tại Việt Nam? Thực ra thì homeschooling sẽ không bao giờ trở thành một hình thức giáo dục phổ biến. Ở đâu cũng vậy, homeschooling là dành cho số ít. Ví dụ như ở Mỹ bây giờ có 3 triệu học sinh học theo hình thức homeschooling, nhưng tính ra trên tổng số cũng chỉ khoảng 3,4%. Bởi vì homeschooling đòi hỏi rất nhiều điều kiện. Một là cha mẹ phải am hiểu về giáo dục. Cái thứ hai là phải có nguồn lực về tài chính và thời gian, chứ không phải gia đình nào cũng theo học được homeschooling. Cho nên homeschooling bao giờ cũng là dành cho số ít. Tuy dành cho số ít nhưng tôi cho rằng vẫn phải tôn trọng cái số ít đó. Đó là lựa chọn của họ, lựa chọn của cá nhân. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy cái hình thức đó là phù hợp nhất với con em họ. Do sức khỏe, do văn hóa, do hoàn cảnh lúc đó nó đòi hỏi phải như thế, thì hãy tôn trọng họ. Đó. Và tôi cho rằng tôn trọng nguyện vọng của số ít là thước đo của nền văn minh. Một xã hội văn minh hay không, người ta sẽ nhìn vào việc là gì? Những người yếu thế, những người thuộc về số ít được đối xử như thế nào. Và tôi cho rằng trân trọng cái lựa chọn cá nhân của các gia đình homeschooling á, là thể hiện sự văn minh của xã hội. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Giáp Văn Dương, chuyên gia giáo dục và cũng là một phụ huynh đã từng cho con tự học ở nhà, đã đến với trường quay của Chào Buổi Tối với những chia sẻ, những phân tích rất là sâu sắc. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng là không có một phương pháp giáo dục nào là hoàn hảo. Học ở nhà hay là học ở trường thì đều có những ưu điểm và hạn chế riêng. Do đó, dù chọn theo con đường nào thì đó cũng nên là một môi trường giáo dục toàn diện, phù hợp với năng lực, với tính cách, và đặc biệt là mang lại niềm vui cho các con. Và nếu mà các bậc phụ huynh thực sự quan tâm tới việc học tập và thấu hiểu tâm lý, mong muốn của con, thì dù học ở nhà hay là học ở trường, chắc chắn các em cũng đều rất hứng thú với việc học tập.